Chúa ở cùng anh chị em. Và tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa và cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời ông bà anh chị em ngồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi dịp tháng năm về, tháng kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nước Bồ Đào Nha, chúng ta lại nhớ đến sứ điệp của Mẹ rất ân cần, rất thân thương nhắn nhủ chúng ta, mà chúng ta thuộc với nhau lời nhắn của ấy qua bài hát Năm Xưa Trên Cây Sồi. Đứng trước sự kiện này, có người cảm thấy rung động chút ít và rồi nghĩ rằng đó chỉ là một biến cố tình cảm như bao biến cố khác rồi sẽ trôi qua nhanh. Nhưng cũng có người rơi lệ khi nghĩ đến bản thân tội lỗi của mình, khi nghĩ đến thế giới đang còn bị chôn vùi trong bóng tối của sự ảm đạm của virus corona, hay là những nhóm làm những chuyện bất chính khắp nơi trên thế giới, thì họ cảm thấy sứ điệp của Mẹ thật là hữu ích. Phần tôi kính thưa ông bà anh chị em, ý thức mình là người phải loan tải sứ điệp của Mẹ, một sứ điệp vang vọng từ biến cố Fatima năm 1917, nhưng không là một biến cố cũ đã phai nhòa hay là đã đi vào dĩ vãng, nhưng là một sứ điệp người nghe hôm nay, ngay giờ phút này, anh em, anh chị em nghe qua online hay streaming cũng vậy thôi. Đặc biệt trong cái giây phút chúng ta đang đối mặt, đang chiến đấu với virus corona, như một cái gì đó làm cho tôi không thể thoát ra được. Nó cứ loanh quanh luẩn quẩn, đòi mỗi người phải rà xét lại sứ điệp Mẹ đã nhắn nhủ trên cây sồi năm xưa. Để rồi tôi phải móc nối sự kiện quan trọng cách đây cả hàng trăm năm trời, và nó có liên quan đến với những gì đang xảy ra hôm nay trong những ngày này. Bắt đầu từ sứ điệp của Mẹ, thưa anh chị em: để nhân loại khỏi bị hủy diệt, con cái phải vâng nghe lời Mẹ nhắn nhủ. Hết mọi loài phải tôn sùng thánh tâm của Mẹ, ăn năn hối lỗi tội của mình, và đặc biệt lần chuỗi mân côi như là một cái vũ khí để chúng ta chiến đấu như những người lính. Quả thật, nếu phá đi lớp son hào nhoáng bên ngoài đang che mắt chúng ta,
bởi những thứ mà chúng ta đang hưởng dùng, những phương tiện mà thế giới gọi là đỉnh cao của nghệ thuật, đỉnh cao của phương tiện sản xuất này nọ, thì bóc cái lớp sơn đó ra, chúng ta thấy rất rõ bộ mặt thật của thế giới hôm nay. Con người xử sự với nhau tệ hơn cả thời Trung Cổ. Nghe đâu đó, chúng ta thấy ở năm ngoái, ở Syria, người ta tưởng rằng người ta che khuất được thông tin, nhưng mà càng ngày người ta mới nhận ra và biết được rất rõ trong cuộc chiến mà người ta nghĩ rằng đó là cuộc chiến công chính, rõ ràng mang lại hạnh phúc cho người dân, nhưng hạnh phúc cho dân ở vùng này nhưng tệ bạc với nhóm dân ở vùng khác. Những trái đạn pháo, những trái bom rơi vào nơi những em học sinh đang nghèo học với nhau trong một ngôi nhà rất nghèo. Thế mà em thì banh bụng, em thì mất tay, người thì không còn mũi, kẻ thì không còn răng, thậm chí có em lòi cả ruột. Đó là một trận chiến mà người ta nghĩ rằng người ta đang mang bình an đến cho thế giới. Nhưng làm sao có thể được khi mà sau trận chiến, sau những trận bom đó, thì có hàng ngàn ngàn người mất nhà, những em bé không còn cha mẹ, rất đau khổ thưa anh chị em. Con người hôm nay đang tự hủy chính mình, và người ta đang nghĩ rằng người ta đang hưởng thụ những phương tiện của truyền thông. Thế nhưng ngay chính những phương tiện truyền thông không dùng để mà streaming online thế này để mà rao giảng lời Chúa, mà lại dùng online, dùng iPhone, iPad để nhắn cho nhau những lời đau đớn làm cho người ta mất ngủ hết đêm này đêm khác. Mấy tuần qua phương tiện truyền thông, qua truyền hình, báo chí phẫn nộ với cả thế giới, bực mình bởi vì người chết cả hàng trăm ngàn người mà người ta vẫn dối nhau bởi những thông tin về nguyên nhân của con virus corona. Vâng, thưa anh chị em, Đức Mẹ nhắn nhủ với mỗi người chúng ta, trong lúc người ta đang lo lắng cơn dịch bệnh và người ta nghĩ rằng đó là do trời phạt người này, nhóm nọ, nơi kia, nơi nọ. Thế nhưng thưa ông bà anh chị em, không phải mà Chúa phạt, mà là chính con người gây nên những đau đớn cho nhau. Trước viễn cảnh bi đát của thế giới nhân loại, những ai còn có chút đạo đức, lương tâm, không khỏi những lo âu trăn trở. Làm sao cứu được thế giới trong lúc đang bị diệt vong, không chỉ là mạng người, mà là nhân phẩm, đạo đức từ bên trong từng người. Làm sao đẩy sự ác ra khỏi thế gian này, ra khỏi cuộc sống con người, ra khỏi từng người, từng gia đình. Phải chăng lịch sử của những năm trong thế kỷ 20 đã qua, và người đã nhìn lại, suy gẫm lại những đau đớn của thế kỷ ấy, tưởng rằng nó đã qua, nhưng thế kỷ 21 này nó lại tiếp tục lặp lại. Cho nên mẹ đã hiện ra với chị Lucia kể lại như sau. Đức Mẹ cho chúng ta thấy một biển lửa lớn lao, xem ra như là nằm dưới lòng đất. Nhào lặn trong biển lửa là những quỷ dữ và các linh hồn mang hình dạng con người, giống như những cục than hồng đang cháy trong lửa. Tất cả đều đen đau đớn với những tiếng la hét và rên xiết của những đau đớn tuyệt vọng, làm cho chúng ta kinh hoàng, lo sợ, run rẩy. Rồi thưa anh chị em, mẹ báo như thế không phải để cho chúng ta sợ hãi và thất vọng, nhưng mẹ muốn nhắc nhở với mỗi người chúng ta để đánh đuổi, xua tan những cái hại, những cái xấu trong thế gian này. Chúng ta phải thực hiện những sứ điệp của mẹ, ăn năn hối cải, quay trở về với Thiên Chúa lần mân côi. Đặc biệt làm sao chúng ta có được một trái tim giống như trái tim của mẹ Maria. Trái tim chỉ biết yêu thương và chia sẻ, trái tim chỉ biết nghĩ đến điều tốt lành cho người khác,
trái tim đau khổ với những người đang đau khổ, trái tim dám chia sẻ với những gì mà anh chị em khác đang mất mát, như là mất mát người thân chẳng hạn. Vâng, thưa anh chị em, tin mừng hôm nay nói với mỗi người chúng ta rằng nếu chúng ta không có phải là những cành nho tháp nhập với thân nho là chính Đức Giêsu như anh chị em dâng lễ, không phải tại nhà thờ nhưng tại gia đình của mình, như đầu lễ tôi mời gọi ông bà anh chị em, chúng ta kết hợp với nhau không phải gần nhau bên thể lý, nhưng kết hợp với nhau bằng con tim. Tôi đứng ở đây, anh chị em ở nhà, thế nhưng mà chúng ta gần gũi nhau trong tình yêu và sự hiệp nhất trong đức tin, thì anh chị em cũng như đang ở đây trước mặt Đức Mẹ và dưới vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể vậy thôi. Thế thì khi mà chúng ta tháp nhập với nhau là một như vậy, và tôi ở đây dâng lễ để cho nguồn ơn thánh của Chúa tuôn tràn từ bàn thờ này chảy xuống anh chị em như là nhựa trong cành của cây nho. Chúng ta truyền nhau cái nhựa sống bởi tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Giêsu sự sống ánh sáng của phục sinh, thì nó chảy qua từng người mỗi người chúng ta, và chúng ta nghe mẹ nhắn gửi bảo ban nữa, chúng ta thực hiện ba huấn lệnh của mẹ tại Fatima. Thưa anh chị em, lẽ nào chúng ta không sinh hoa trái của những người con cái của Chúa, con cái của mẹ, đó là làm những việc lành phúc đức. Dâng lễ ở đây hôm nay nhớ đến người thân đã qua đời, anh chị em ở nhà cũng nghĩ đó, những người đó với gia đình của họ, để rồi chúng ta hiệp thông cùng làm một với nhau, đó chẳng phải là hoa trái sao? Hoa trái đó chính là hoa trái của tình yêu. Cái trái mà Chúa ưa thích nhất không phải là giàu tiền bạc của cái, danh vọng địa vị, nhưng cái trái mà Chúa muốn mỗi người chúng ta sinh ra cho Chúa, đó chính là tình yêu, hiệp thông, tha thứ và cảm nhận được với nhau, chia sẻ với nhau cả vui lẫn buồn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Hôm nay sau lễ chúng ta dâng hoa cho mẹ. Xin anh chị em chúng ta đừng nghĩ rằng ở nhà không thể dâng cho mẹ những bông hoa tươi. Không, mẹ không cần. Đây chỉ là tượng trưng những bông hoa mà lát nữa đây tôi sẽ gửi gắm từng gia đình anh chị em, từng người anh chị em, linh hồn anh chị em trong những bông hoa này mà dâng cho mẹ, để mẹ gìn giữ anh chị em trong tay của mẹ, nhất là trong thời gian dịch bệnh đau thương, trong cái buồn mất mát của người thân anh chị em bố mẹ của chúng ta. Amen.